không gian cà phê Trung Nguyên Legend tại 52 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi khởi xướng hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt. Rất nhiều diễn giả nổi tiếng, nhà báo và các gương mặt đoạt danh hiệu sắc đẹp Việt đồng hành cùng hành trình. Khởi xướng từ năm 2012 nhằm chung tay cùng với xã hội giúp cho hơn 30 triệu thanh niên Việt Nam có khát vọng mạnh mẽ với tâm thế lập chí, sáng tạo, khởi nghiệp, kiến quốc. Nhà sáng lập Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ và Tập đoàn Trung Nguyên Legend gửi gắm vào hành trình hàng trăm triệu cuốn sách quý chứa đựng bí quyết thành công, lan tỏa tinh thần khát vọng lớn cho mỗi thanh niên Việt Nam. Những cuốn sách đổi đời đánh thức niềm đam mê đọc sách của người Việt Nam, nhất là thanh niên, những người thay đổi tương lai của đất nước. Và những câu chuyện khởi nghiệp Trung Nguyên Legend mang đến cho thanh niên Việt Nam, cộng đồng các bạn trẻ khát khao học hỏi làm giàu bằng tri thức, trí tuệ và sự sáng tạo, thực sự là hành trình từ trái tim đến trái tim, kết nối, lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Thực sự thì Thanh Tú cảm thấy vô cùng vinh dự khi mà trong thời gian vừa qua đã được Trung Nguyên tin tưởng và giao phó cho một sứ mệnh, đó chính là trở thành những người đại sứ, những người đồng hành cùng chương trình lập chí vĩ đại khởi nghiệp kiến quốc và đến những cái trường đại học kết nối cùng các bạn sinh viên, truyền cho các bạn sinh viên cái nguồn cảm hứng để các bạn có thể đọc những cuốn sách đổi đời do Trung Nguyên lựa chọn và từ đấy có những cái kiến thức, những nền tảng để có thể khởi nghiệp kiến quốc. Và Thanh Tú cũng mong rằng là với những cái sự góp mặt, sự truyền cảm hứng của bản thân mình thì có thể giúp các bạn truyền được cái tình yêu đọc sách mà bản thân Thanh Tú đang có đến với các bạn, giúp các bạn tìm đến những cái cuốn sách đổi đời, từ đấy có thể xây dựng trong mình một cái tri thức, một cái nền tảng để có thể khởi nghiệp thành công và giúp cho Việt Nam cũng như là bản thân các bạn có thể phát triển hơn. Với niềm tin mãnh liệt, người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Ta nhất định làm được. Hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt được khởi xướng với mục đích khơi dậy mạnh mẽ tâm thế, lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho thế hệ thanh niên Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam trở nên vĩ đại và ảnh hưởng. Đó cũng chính là thông điệp của chương trình. Những giá trị truyền thống xuyên suốt ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp của Tập đoàn Trung Nguyên Legend, đó là khát vọng lớn, luôn không ngừng sáng tạo, luôn phụng sự cộng đồng với tinh thần cho là nhận, nhằm tạo ra hệ sản phẩm năng lượng, các mô hình dịch vụ khác biệt, đặc biệt, duy nhất, cam kết đem đến những lợi ích tối ưu nhất cho các đối tác, cho người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. Hành trình từ trái tim, hành trình lập chí vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt đã chính thức bắt đầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng những cuốn sách quý đổi đời đến các cá nhân, gia đình, cộng đồng, thôn xóm, các trường đại học cao đẳng, thư viện, nhà văn hóa tại hơn 36 tỉnh thành trên cả nước và diễn ra liên tục trong suốt 30 ngày, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2018. Trung Nguyên Legend hy vọng và tin rằng hành trình sẽ được sự hưởng ứng, hội tụ, đoàn kết, lan tỏa trên mọi miền đất nước vì một khát vọng vĩ đại, khởi nghiệp kiến quốc không chỉ cho 30 triệu thanh niên Việt mà cho mọi người con Việt Nam.